À. Chú khám lưu lắp cái kính mắt ấy. À dạ vâng, cháu mời chú qua đây cho chú ạ. Chú bây giờ đang có dịch corona rồi nhá. Chú vô lòng cho cháu xin thông tin cá nhân để cháu sàng lọc trước khi vào khám ạ. Rồi. Thôi cháu đi giúp chú nhá. Rồi. Chú cháu xin họ và tên ạ. Họ tên là Việt Thanh. Chú ơi, cháu xin ngày tháng năm sinh của mình ạ. 20 tháng 8 1964. Số chín là 0913. Chú có xin địa chỉ thường trú của mình ạ? Địa chỉ thường trú của chú là 198 Tây Sơn. Chú cho cháu hỏi chú có triệu chứng như sốt, ho, khó thở hay ho không ạ? Chú không có biểu hiện đấy. Chú có nôn, buồn nôn, tiêu chảy, sốt đứt ngoài da, nổi ban ngoài da không ạ? Không. Trong vòng 14 ngày trở về đây, chú có tiếp xúc với ai nghi ngờ hay là chẩn đoán là mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona không? Chú không. 14 ngày trở về đây, chú có tiếp xúc với ai trở về từ Trung Quốc không? Không. Chú có đi các cái 14 ngày trở về đây, chú có đi các cái tỉnh, thành phố nào hay là huyện nào ngoài Hà Nội không ạ? Không, chú không đi đâu. Hôm nay ngày 17 tháng 2 nhé. Chú vừa đồng ký tên với cháu ạ. Thế trong trường hợp mà có biểu hiện đấy, biểu hiện sốt hoặc đi từ vùng dịch về thì đường đi tiếp theo là đi đâu? Dạ, thì bọn cháu sẽ phân loại sang đi ra ngoài sảnh này và sang bên phòng cách ly ở bên quầy cấp cứu ạ. Quầy cấp cứu à? Vâng ạ. Rồi. Cháu xin rất vui lòng với cháu đang nhiệt độ ạ. Nhiệt độ của chú là 36 độ 6 bình thường chú nhé. Hôm nay chú đi khám có sử dụng thẻ bảo hiểm không ạ? Chú có dùng thẻ bảo hiểm. Chú mang chứng minh thư của chú ạ? Có, chú có mang đi. Chú cầm phiếu này, sang quầy bên cạnh phải đăng ký khám. Rồi. Tên là Việt Thanh. Cảm ơn nha. Cho chú lên tầng 9. Nhân dịp khoa mắt của Liên Chiến Khoa có hợp tác kính mắt Hightech và khai trương kính mắt Hightech, cũng nhờ có virus corona mà sắc có thể cải trang thành khách hàng bình thường đi vào đây để kiểm tra cái quy trình phân luồng bệnh nhân theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế. Thì qua quá trình tôi vào xác vào kiểm tra thì thấy rằng là ở đây bệnh viện phân luồng rất là chuẩn. Những cái bệnh nhân ở trong vùng dịch, những bệnh nhân có khả năng nguy cơ cao là nhiễm dịch, nhiễm bệnh thì là được phân luồng đi một luồng riêng. Còn các bệnh nhân khác thì đi luồng riêng và có check ngay từ khâu check in thì đã phân luồng rất là cẩn thận. Cho nên là các khách hàng đến bệnh viện Phương Đông không phải lo lắng nhiều. Đồng thời là ở kính mắt Hightech là thiết bị rất là hiện đại. Và tôi cho rằng là đây là một cái cơ sở rất tốt cho không những là những người mà bị lão hóa mắt như xác mà kể cả những người bị cận cũng nên vào đây. Và đang nhân dịp là khai trương Hightech thì có chương trình giảm giá. Các bạn hãy đến với Liên Chiến Khoa ở tầng 9 của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông để các bạn kiếm cho mình một kính vừa mốt lại vừa phù hợp với mình. Xin chúc tất cả mọi người vượt qua được nỗi sợ của virus corona.